Chị cho em biết tên của chị ha. Chị tên Nguyễn Thị Thùy Loan. À, chị Loan. Chị Loan hiện tại là ở tỉnh thành nào? Chị ở thành phố Đà Lạt. Dạ. Hôm nay chị Loan kết nối là để kiếm ai chị Loan ha? Chị kiếm chị của chị. À, chị của chị tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Chị của chị tên Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh năm 1967, là 57 tuổi. Dạ. Rồi hồi đó thất lạc nhau ra. 56 Dạ. Hồi đó thất lạc nhau ra sao chị ha? Năm đó là năm 1972 á, là bác của chị á, là dắt chị của chị lên trên Đắk Lắk, trên Kon Tum á, trên Kon Tum á. Đi lên trên nhà ở trên đó thì trên đó bị năm đó là mùa hè đỏ lửa trên Đắk Lắk á. Xong Dạ. rồi rồi lúc đó chị của chị còn nhỏ quá mà có ông anh của chị, ông anh con của bác á, là năm đó ông anh con của bác được 13 tuổi á, cõng chị của chị đi thì thất lạc gia đình luôn. À, vậy là anh con bác cổng đi rồi thất lạc năm 1972. Và thất lạc ở địa điểm là ở Gia Lai hả chị? Ở Gia Lai anh. Dạ, năm 1972. Rồi người bác tên gì chị? Bác của chị là lúc đó là chị chỉ biết là bác Na, là chị kêu là bác Sáu thôi, kêu À. là bác Sáu. Dạ. Còn cái người mà cổng chị đi là tên tên gì cái ông anh đó? Anh đó là tên là Nguyễn Đình Trung. Dạ. Vậy là thất lạc cả anh Trung luôn. Giờ sau này anh Trung á lại lại để thất lạc chị một lần nữa. Cái năm đó là trên lúc mà thất lạc, lúc mà anh Trung cổng chị Hương đi á, thì gặp chạy loạn á, thì gặp cái bà đó là tên là kêu là anh Trung, anh nói là kêu tên gì đó là dì Lai. Dì Lai á, mà dì Lai đó là lúc đó chị Lai chỉ có đi một mình thôi, không có con, cho nên là dì Lai mới nhận chị Hương làm con. Thế là hàng ngày á là dì Lai hoặc là anh Trung á là đi sống ở dưới chiếc xe tăng, có cái hầm trên đó thì có chiếc xe tăng, ở dưới thì có cái hầm, xong là sống ở dưới cái hầm đó. Thì hàng ngày á là anh Trung hoặc là cô Lai đó đi kiếm ăn hàng ngày á, thì cái hôm đó là anh Trung mình đi kiếm ăn về thì ở bên đó là giặc thả bom á, cái là anh Trung về á, là coi như nơi đó là toang hoang rồi, không không có thấy người đâu hết. À, vậy là có nghĩa là khi anh Trung trở về cái nơi mà ẩn nấp đó thì không thấy dì Lai và không thấy chị Hương nữa. Đúng rồi, À, vậy là có nghĩa là vậy là anh Trung về được ha. anh Trung là lúc đó anh lớn rồi, thì sau 2 năm thì gia đình lại kiếm được ảnh. Dạ. Còn dì Lai đó thì có nghe anh Trung nói lại là cùng quê cùng hàng xóm hay là thế nào mà biết tên của dì không? Không, chỉ biết là dì Lai, tên Lai thôi, mà nghe nói là chồng của dì Lai là đại úy gì đó, đại úy Lai hay sao. À. Nhưng mà lúc đó thì chỉ có một mình dì Lai đi, lúc đó gặp là chỉ có gặp một mình dì Lai thôi. Dạ. Vậy là chắc là anh Trung cũng mới gặp dì Lai chứ đâu có biết là quê quán này kia ở đâu hả chị ha? Không biết lúc chạy loạn thì lại gặp dì Lai đó. Dạ, vậy là may mắn gặp được dì Lai đó, rồi dì Lai có trò chuyện và giúp đỡ cho hai anh em thôi. Chứ còn quê quán dì Lai ở đâu thì không biết, chứ Không cũng không biết. phải không không phải hàng xóm này kia ha chị ha. Không phải, đúng rồi, không quen. Dạ, vậy thì bây giờ cái mục tiêu kiếm đó là kiếm dì Lai đó và kiếm chị Hương. Đúng rồi. Dạ. À, thì cũng hy vọng là qua cái sự chia sẻ của chị đó thì ở trên cộng đồng có ai biết được dì Lai có người con nuôi tên là Hương. Nếu là cụ thể là như vậy chị ha. À, À, ví dụ như rồi. là biết. Đúng là nỗi ao ước lớn nhất của chị á, là tìm được cho chị Hương, tại vì chỉ có hai chị em ruột thịt với nhau thôi. Ba chết, chỉ có hai chị em ruột thịt với nhau thôi. Nên mong nhờ Tuấn Vĩ với cộng đồng tìm giúp giùm, chị xin hậu tạ 30 triệu. Dạ. Bây giờ thì
Chị đang sống ở Đà Lạt hả chị ha? Chị đang sống ở Đà Lạt. Dạ. Chị có thể cho em biết tên của ba mẹ ruột của chị được không? Ba mẹ, ba chị á, tên là Nguyễn Đình Lạc. Dạ. Rồi. Mẹ chị là Lê Kim Thi. Dạ. Cái lúc mà thất lạc đó thì là chị Hương cũng được 5 tuổi chị ha. Đúng rồi. À, cho nên là hy vọng là cũng còn nhớ được tên của ba mẹ. Tại vì á, là ba chị chết sớm quá cho nên là chắc sợ là chị không có ấn tượng gì á. Ba lúc đó là ba chị chết á, là ba chị sinh năm, ba chị chết năm 70, đầu năm 70 là ba chị chết. Rồi xong rồi hai chị em chị ở với bà nội. Ở bà nội xong rồi bác về dắt đi thì lúc đó chị sợ là chị của chị không có ấn tượng gì về ba mẹ. Vậy thì trước đó thì gia đình ở đâu mà bác dẫn đi? Gia đình chị ở Xuân An, ở Xuân An ở phường phường 3, phường 3 thành phố Đà Lạt á. À, cũng là ở Đà Lạt. Ở đường đường Xuân An ở thành phố Đà Lạt, phường 3. Nhưng mà thời điểm đó thì lý do thế nào mà bác lại không để chị ở Đà Lạt mà lại dẫn đi La Gia Lai chị ha? Lúc đó mẹ chị lấy chồng khác, chắc là bà nội giận, bà nội giận cho bác chị dắt chị của chị đi, cho bác dắt chị của chị lên Buôn Buôn Ma Thuột sống luôn á. Rồi, em hiểu rồi. Vậy là cũng do ba mẹ lủng củng nên là cái sự quyết định là do bà nội quyết định. Tại vì ba chị chết, ba chị chết á, ba chị chết rồi Xin mẹ chị lỗi, đi rồi bước rồi nữa, rồi rồi em hiểu. ba chị chết mẹ chị đi bước nữa, Cho nên là bà nội mới quyết định cái điều đó. bà nội quyết định chia cắt hai chị em chị. Tội nghiệp ha. Bây giờ mà kiếm được thì hạnh phúc lắm chị ha. Chị nói chị ước ao lớn nhất trong đời của chị á, kiếm được chị của mình. Thì em cũng hy vọng là có duyên để cho em có chị nghe được cái câu chuyện này. Thì cái đặc điểm để nhận biết đó là đi theo dì Lai vào thời điểm đó, và có cái người cộng là anh Trung con bác cộng cũng cộng chị, thì hy vọng là chị cũng có những cái ấn tượng đó. Hy vọng là chị có ấn tượng đó. Còn tên bà nội này kia thì chị cho em biết tên bà nội Bà để có thể nội. chị. Bà nội, tên bà nội là Thái Thị Sa. Mà không biết là tên có thường gọi lắm không, hay là ở nhà chắc kêu bà Không, nội không. thôi ha. Bà nội thôi, chỉ có bà nội thôi chứ còn chị chắc là chị không có ấn tượng gì mấy đâu. Rồi thì mình cứ ghi vậy, biết đâu được là chị cũng có nhớ được. Rồi, em nắm được cái thông tin cơ bản rồi nha chị nha. Rồi có ai báo tin gì thì em sẽ cho chị hay nha chị nha. Rồi, chị cảm ơn Tuấn Vĩ, cảm ơn cộng đồng mạng nha. À quên, để em tóm tắt lại cái câu chuyện là chị của chị tên là Nguyễn Thị Thúy Hương. Chị Thùy Hương, Thùy Hương. Nguyễn Thị Thùy Hương. Sinh năm 1967. Đúng Và rồi. trước đó thì ở với bà nội ở Đà Lạt. Rồi Đúng sau rồi. khi ba mất thì mẹ đi bước nữa, thì bà nội quyết định là nhờ ông bác chăm sóc. Vì vậy cho nên là Nhờ bà bác, nhờ bà bác, lúc đó ông bác mất luôn rồi, chỉ còn bà bác dâu á, nhờ bà bác dâu á. nhờ bà bác dâu thì chăm sóc, cho nên là đã đưa lên ở Gia Lai chị ha. Đưa lên Gia Lai. Thì trong thời điểm đó thì chiến tranh ác liệt, vì vậy cho nên là anh Trung là con của bác đã cộng chị Hương là chạy loạn ở Gia Lai. Thì khi loạn lạc thì may mắn là gặp được một người dì tên là dì Lai, nghe anh Trung kể lại sau này, kêu bằng dì Lai. Thì trong cái thời điểm đó thì là dì Lai và chị Hương là đang còn ở dưới hầm, ở ở trên là có cái chiếc xe tăng. Đúng rồi. Thì khi anh Trung đi xin đồ ăn về đó, thì ở đó đã bị thả bom và đã bị
tan hoang và không có ai ở đó nữa. Đúng rồi em. Cho nên mục tiêu bây giờ là kiếm chị Hương và trong cộng đồng để ý giùm có ai tên Hương, có người mẹ nuôi tên là dì Lai, thì Đúng mong rồi em. cộng đồng chúng ta hãy cùng chung tay để giúp đỡ cho chị Loan chị ha. Rồi em. Rồi rồi vậy nha chị, có ai báo gì em cho chị Rồi. biết nha. Ừ. Rồi rồi chị chào em, cảm ơn Dạ em. dạ bye bye chị. À, anh cho em biết tên của anh ha. Nguyễn Thành. Dạ hôm nay anh Thành kết nối là để kiếm ai anh Thành? Coi như là để tìm hai đứa cháu là bà chị dâu. À vậy là vợ của anh trai của anh. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi. Hồi đó là thất lạc nhau trong cái tình huống như thế nào anh ha? Đây không phải thất lạc mà không có liên lạc, À không có thì liên lạc. mất liên lạc đó, có nghĩa là mất liên lạc. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi hồi đó mất liên lạc trong cái tình huống như thế nào mà lại không có liên lạc được với nhau? Tại vì hồi đó ông anh ông có lấy vợ ở thành phố, mà coi như là ông đi qua bển rồi, ông đi qua bển rồi sau này ông mới về với lãnh hai đứa con đi qua, mà lúc đó là hai đứa con ở thành phố. Lúc đó mình cũng tới đó mà không thấy hai đứa cháu, gặp bà chị dâu, coi như là sau này ông mới lãnh hai đứa cháu qua bên đó. Dù hai đứa cháu nó ở được 4 năm á, vẫn mới lãnh mẹ nó qua. Là tại vì hồi đó giờ là từ nhỏ giờ tới lớn giờ không liên lạc, không có biết là hai đứa cháu, không biết mặt nó luôn. Bà chị dâu thì biết, Dạ. mà không không biết là hai đứa cháu là lúc ông đem đến là không biết năm nào, không nhớ năm. Rồi, vậy có nghĩa là anh trai anh đưa cả vợ cả con qua nước ngoài. Dạ không, đưa hai đứa cháu thôi, sau này hai đứa cháu nó mới lãnh mẹ nó qua. À. Vậy là gia đình không có sống cùng với nhau à? Dạ đó, coi như là tại vì lúc đưa qua thì ở với nhà ở với lạ bà dì, bà dì là vợ gốc anh đằng sau á, Dạ. rồi coi như là sống không được mới ra ngoài, sau này nó mới lãnh mẹ nó đi qua. Mà Dạ. ông anh bây giờ coi như là mắc ở bên Mỹ rồi. À, rồi em hiểu rồi. Có nghĩa là ông anh lấy vợ hai, vợ sau thì lãnh hai đứa con qua bên đó trước. Dạ Rồi dạ sau sau đó đó thì cái đứa con hai đứa con đó lại tiếp tục lãnh mẹ qua. Bảo lãnh cho mẹ dạ dạ qua. Ừ. Thì bây giờ ông anh trai của anh mất rồi cho nên là anh muốn kiếm lại hai đứa cháu và bà chị dâu. dạ 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 Rồi, em hiểu rồi. Vậy rồi bà chị dâu đó là năm nay khoảng bao nhiêu tuổi và tên gì? Dạ em chỉ là biết cái tên là tên Nam thôi, còn tuổi là chắc em độ là không cỡ trên 60 á. Dạ. Tên Năm ha, Năm Năm hay là Nam? Nam Nam Nam. À, Nam Bắc á Dạ Nam Bắc á. ha. À rồi vậy còn hai đứa cháu. Dạ hai đứa cháu là tên đứa cháu trai là tên tên Nẩu, còn đứa cháu gái là tên Châu. Dạ Nẫu và Châu. Dạ Nẫu và Châu thì năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Coi như là Nẩu là sinh 1977, còn Châu là sinh 1986 qua 84. Dạ. Và đi qua nước ngoài cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi? Cái đó là chắc đi là không có nhớ, không lúc mà ông đưa vào bển là không nhớ, mà lúc coi như là lãnh mẹ nó qua cũng cách là 4 năm á, là lãnh mẹ nó À. qua, mà Nhưng mà tại nếu mà khoảng đó, nếu mà khoảng đó thì khoảng cách đây bao nhiêu năm? chắc cỡ là cũng 30 năm. À, khoảng 30 năm. Dạ. Dạ rồi.
Còn ông anh của anh là tên gì? Ở Việt Nam là hồi 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 anh còn Việt Nam á, là kêu qua bến ra là tên tên Củi, mà khi qua bên đó là đặt tên là về lại Việt Nam á, là tên Minh. Bên đó là kêu là Nguyễn Hồng Minh, qua bên này là kêu Nguyễn Hồng Minh, và qua đó là Minh Hồng Nguyễn á. Dạ, rồi. Vậy em nắm được cái thông tin trên cơ bản rồi. Rồi em sẽ cập nhật lên. Cho em hỏi thêm chút nữa là quê quán trước đây là của anh Minh á, gia đình của anh Minh là với anh là sinh sống ở đâu rồi sau đó vào Sài Gòn. Ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. À, Bình Thuận. Và vậy là bây Đang giờ anh Thành cũng đang ở Bình Thuận hả? ở Bình Thuận mà đang coi như là vô thành phố làm, đang À ở quận Bự, đường 3 tháng 2 á. dạ còn quê người mẹ thì chị ấy đó, mẹ của hai đứa trẻ đó thì là quê ở Nam. đâu anh có biết không, chị Nam á? Hồi đó là tại kêu là bến đò Hòa Bình á, hình như là ở quận 5 sao á, có tới 2 3 lần rồi, À, ở Sài Gòn. Rồi tới gặp 2 3 lần rồi. dạ rồi cũng hy vọng là bên ngoại có nghe được thì bên ngoại cũng sẽ cung cấp thông tin và lên tiếng, hy vọng điều đó. Và sau đó nữa thì là cũng hy vọng là những cô bác ở bên Mỹ có ai quen biết với trường hợp mà anh Thành nêu trên thì mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Dạ, có thêm một cái chi tiết nữa, tại vì cháu trai là tên tên Lậu á, có về Việt Nam lấy vợ, nhưng mà cứ giờ Việt Nam mà hình như là bữa nay là không còn, vợ chồng không có còn nữa đó. À, vậy có nghĩa là cũng cưới vợ về Việt Nam lấy vợ nhưng mà rồi đôi bên cũng chia tay ha, không có hòa thuận Dạ ha. dạ Dạ rồi, ok anh, rồi em đã nắm được cái thông tin cơ bản rồi, rồi có ai biết rồi người ta báo tin. dạ rồi, em cũng chúc anh chú nghỉ coi như là thuận lợi bình an, coi như là chúc cộng đồng cô bác anh chị coi như là cộng đồng kể giúp đỡ giùm em cũng, nếu mà ai mà biết tin tức này cũng cái chuyện coi như là đi đứng của người báo tin đó 10 triệu, Dạ. nhờ anh chú Nguyễn giúp đỡ giùm. Dạ. Rồi ok anh nha, rồi có tin gì em báo anh hay nha. Dạ. Rồi, rồi chào anh ha. Xin chào anh Nghĩa nha. Dạ. Em cho anh biết tên của em ha. Em tên Nguyễn Thị Hiệu. Nguyễn Thị Liễu hả em? Hiệu hiệu hờ ấy hờ yêu là À hiệu. hiệu hiệu trong 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 từ là giống kiểu là huy hiệu ha. Hiệu ở đâu em? Dạ, em ở Chánh Thính Cát Thành, Phù Cát, Bình Định. À, ở Bình Định. Rồi rồi hôm nay hiệu kết nối là em muốn kiếm ai? Dạ, em kiếm mẹ của em. À rồi, em có thông tin gì về mẹ và trong quá trình thất lạc nhau ra làm sao, em kể cho anh nghe. Em như đây cách nay mẹ em đi khoảng 13 năm rồi. Trong thì trong gia đình cũng có cuộc cãi vã của cha với mẹ á, là mẹ em bỏ đi nay 13 năm rồi, mà trong khi đi là không có mang theo quần áo hoặc là điện thoại đồ cái gì cũng đỡ lại, không có đem một cái gì đi hết, chỉ có giấy tờ là đem đi. Mà khi đi đi tới đây là không có một cái liên lạc, một cái tin tức gì. À vậy là mẹ có mang giấy tờ chứng minh này kia đi. Tính ra thì mẹ em năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi? Mẹ em tuổi mèo năm nay cũng tầm bốn mấy 50. À mẹo mẹo chắc là mẹo 75 á ha. Đúng rồi, mẫu 75. Rồi mẹ em tên gì? Mẹ em tên Phan Phan Thị Tú Liên.
Phan Thị Tú Liên. Phan Phan Thị Tú Liên. Phan Thị Tú Liên ha. Liên trong từ, trong từ liên tục á Dạ. ha. À, đi đến đây là hồi nãy em nói mười mấy năm hả? Yeah, Vậy lúc mẹ em đi cũng còn trẻ. lên. Vậy rồi cá nhân em cũng như là gia đình có nghi ngờ mẹ đi đâu không? Thì cũng như hầu được mấy cái năm đó là em cũng nghe có bên thông tin là xuất khẩu lao động rồi á. Mẹ em có sợ mẹ đi thì em cũng không biết, nhưng mà hồi mấy năm đó là người ta đang tổ chức đó, đang tổ chức đỡ đi á, là dạng như xẻ đồ nó đi dán giấy rồi tìm người xuất khẩu lao động qua nước ngoài á. Mẹ em sợ không biết là có đi không, mà trong khi là quần áo điện thoại là hồi lúc đó có điện thoại nhưng mà bỏ nhà không có đem được gì hết á. Nhưng mà nếu mẹ em mà đi xuất khẩu lao động đó thì cũng phải có vốn, có tiền mới đi được chứ đâu phải là khơi khơi muốn đi đi. Nhà thì hồi lúc đó thì em cũng có dành dụm tiền bạc á, nên gia đình cũng có cãi vẽ rồi này nọ, nên mẹ đi thì em cũng nghi dại thôi chứ cũng không có cái điều gì mà Có nghĩa là nghi nghi về trường hợp là mẹ đi nước ngoài. Và nếu có xuất khẩu đi lao động thì theo em nghĩ là mẹ đi nước nào? Em thật ra em nói chung là vợ em cũng còn nhỏ, em cũng không có biết rành gì nhiều, em cũng không biết cái nước nào luôn. Chỉ nghe người lớn nói lại vậy thôi ha. Nghe người lớn là nghi ngờ như vậy thôi chứ em cũng không biết là nước nào ha. Vậy thì đương nhiên là cũng không về bên ngoại luôn, chứ nếu về bên ngoại thì bên ngoại cũng sẽ thông báo cho gia đình chứ đúng không em? Dạ không, bên ngoại em cũng đang tìm mẹ, do bà ngoại em bà đau bệnh, bà đau nặng ấy, là bà cũng muốn gia em tới chương trình của anh đó. Em lên em liên lạc để em tìm mẹ cho bà ngoại, bà cũng nói bà nhìn mặt nào bà mất cũng được, do sợ bà ngoại bà đau nhiều quá, thì bà sợ bà ước được gặp mẹ giờ trở giờ ha, nên em mới tìm ra chương trình này, em mới tìm để có hy vọng cho bà ngoại để nhìn mặt mẹ rồi rồi bà ngoại bà cũng giờ đó nói chung bà cũng liên lạc với ngoại đi tìm nhiều lắm, bà cũng khóc bà nằm bị chờ tin mà mãi mãi mà tin mười mấy năm nay em thấy tin tức gì. Rồi mẹ sinh ra được mấy anh chị em? Dạ ba anh trai của em với lại em còn đứa em gái nữa. À, vậy là em là giữa. Em đi em con em của em mới 17 tháng á. Vậy rồi khi mà mẹ đi rồi đó thì ba có ân hận về cái việc mà gây sự với mẹ không? Cũng có ân hận nhiều lắm, nhưng mà cũng mong giờ mà không biết đâu tìm. Vậy thì bây giờ nếu mẹ về thì ba có làm khó mẹ không? Dạ không, bè thì không có làm khó, chỉ mong giờ gia đình đoàn tụ đồ cho ông bè đồ vui vẻ vậy thôi, chứ bên nào bên ngoại ai cũng mong giờ đó. Rồi vậy là em hứa nha, em hứa nói ba đừng có làm khó mẹ để mẹ nghe được điều này để mẹ về nha. Vậy là hồi lần xảy ra mâu thuẫn không biết là chuyện có lớn không mà mẹ em đi mà đi biệt tâm vậy? Dạ, em cũng biết chết sống ra sao nữa, cũng nói chung là vô vô tìm là tìm hết các nơi luôn á, ấy là tìm như cũng Sài Gòn một tỉnh rồi, ấy là cũng nghe vậy cũng đi tìm, thì nói chung là cũng đi hỏi chỗ này chỗ kia nhưng mà cũng không có thông tin nào hết á. Rồi trong gia đình này mấy chị em tên gì? Anh lớn tên gì? Dạ, anh lớn sinh năm 93, anh Nguyễn Đức Hy, còn Rồi em Út nữa, em Út nữa đây học lớp đây lên lớp 9 á, Nguyễn Nguyễn Út Ngọc Hà, rồi còn tên ba. em ba Nguyễn Văn Phước.
Rồi tên ông ngoại bà ngoại của em. Ông ngoại của em nhớ tên tập không? Kêu ở nhà. Rồi tên tên thường gọi được rồi, để cho mẹ em nhớ được rồi, biết đâu có những cái chấn động nào đó. Ngoại của em là gọi là ổng là ông năm năm canh á, Cái gì? năm năm canh. Năm căn hả? Năm năm canh đó hả? Đêm năm canh anh ngủ có ba Cái hả? ngồi là canh cướp á, À năm canh canh, à năm canh. À rồi hiểu rồi, năm canh. Rồi bà ngoại tên gì? Là người tên Mến. Bà ngoại tên Mến. Rồi ok, thì anh cũng nắm được cái thông tin trên cơ bản. Thì thứ nhất á, là nếu ví dụ như mẹ em có nghe được á, thì thấy con và thấy gia đình còn quan tâm, còn kiếm mẹ như vậy thì chắc mẹ cũng vui, và hy vọng là mẹ suy nghĩ lại. Nếu mẹ có xem được cái video này thì mẹ về để cái gia đình trông, về bà ngoại thì gia đình ai cũng trông mẹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì cũng hy vọng trên cộng đồng, và có ai nghi ngờ và biết mẹ em ở đâu thì cộng đồng sẽ báo. Cái điều đó là điều mình mong muốn. Còn thường á, thì là những người mà cố tình bỏ đi đó, thì chỉ chính người đó là muốn về, thì đó là cái điều mà có thể hiệu quả. Còn cái người mà không muốn về đó thì cho dù có biết đó thì cũng không về. Đó là cái khó của cái người mà tự động bỏ đi. Còn cái người mà thường mà người ta thất lạc á, thường mà người ta thất lạc nhau từ lúc nhỏ hoặc này kia đó, thì nghe tín hiệu cái là người ta mừng, vui mừng và người ta kết nối liền. Còn cái người mà cố tình bỏ đi đó thì còn tùy thuộc theo cái tình huống nữa. Thì em cũng sợ, cũng sợ nhiều lúc mẹ nghĩ là gia đình không ai, giờ không ai chấp nhận, hoặc là đi như qua bên nước ngoài hay là đi đâu thì không được. Em cũng nghĩ hai bên tình huống là nếu mà mẹ giờ xác định muốn muốn giờ là giờ lúc nào cũng được, nhưng mà sợ sợ mặc cảm hoặc là sợ gia đình là không có muốn giờ. Hàm hoặc là trường hợp thứ hai là đi qua nước ngoài lao động hay là làm gì đó muốn giờ, nhưng mà giờ không có được, không không có liên lạc được gia đình, không có giờ được á. Thì nó cũng nhiều tình huống mà mình không có biết được trước, không có lường được trước. Thì trước đây thì anh có gặp một cái trường hợp đó, là có cái cô đó ở ngoài Quảng Bình cũng mất tích vậy đó. Thì sau con cổ lên kiếm, thì cái lý do mà cổ không về là do là khó khăn nghèo khổ này kia đó, thì mặc cảm. Mặc cảm không muốn về, nhưng mà sau đó thấy con lên kiếm thì thấy thương quá, thấy gia đình ai cũng quan tâm cũng lo lắng này kia, vậy thì cổ mới xuất hiện. Đó thì cái trường hợp đó là trường hợp của bé Châu ở Quảng Bình. Thì Tú Vị cũng đã từng gặp những cái trường hợp đó rồi. Thì cũng hy vọng mẹ em thì nếu ví dụ như nằm trong cái trường hợp mà mặc cảm hoặc này kia, thì gia đình cũng luôn luôn là yêu thương và đón nhận, chứ đừng có đi biệt tâm biệt xứ như vậy, rồi cuối cùng cuối đời thì là nơi đất khách quê người, thấy cũng tội nghiệp. Thì em cũng hy vọng mẹ được đọc được cái chương trình này, nếu mà có ai thấy được thì giúp đỡ cho gia đình em đỡ giờ còn gặp bà ngoại em, cho tại vì đã già rồi đau bệnh biết là chỉ mong giờ được gặp mẹ, sợ không biết mất lúc nào rồi không gặp được bà ân cần. Gia đình em cũng đang cố gắng Rồi, ok, mong anh nắm được cái được nội gặp dung đỡ. rồi. Rồi vậy anh sẽ chuyển tải câu chuyện, thì có ai báo gì thì anh cho em hay nha. Em nếu mà ai tìm được mẹ gia đình em thì em hỗ trợ cũng 30 triệu. Thì bây giờ là gia đình cũng đang ở chỗ cũ chứ đâu có rời đi đâu em hả? Đúng rồi, ở chỗ cũ, còn ở chỗ cũ không có nhau đi. Thì đó, cái đó là do mẹ không muốn về thôi, chứ về cũng đâu có gì khó khăn đúng không? Đúng rồi, em sợ nhiều lúc mệt cảm là hồi thứ hai giờ không được á, nhiều lúc
Em làm có cách nào giờ vậy, em sợ Rồi vậy. ok nha em Giờ anh. Ừ. này Rồi em nói đi, anh thì xin biết lỗi. sống hay chết. Giờ em nghĩ em sợ dịch Covid như rồi đâu, cũng không biết sống hay chết nữa, thành cứ tìm mong tìm được cái thông tin liên lạc để cho bà ngoại em để yên tâm mà. Cái này thì cũng lo thì cũng cũng lo vậy thôi, chứ thật ra đó thì cái việc mà dịch Covid là mới đây, còn cái việc mà mẹ em đi là đi lâu rồi, đi cả mười mấy năm lận mà. Rồi ok vậy nha em, rồi anh cập nhật rồi có gì anh báo em hay nha. Dạ, có thông tin anh liên lạc với em nha. Rồi ok em. Dạ, em cảm ơn. Bye bye.